Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em và bác một vài cái mẫu loa siêu chép, những dòng loa super chép hay là những dòng loa chép đom lụa này, chép giấy hôm nay cũng có lên sóng luôn cho anh em này. Và những cái dòng loa chép này thì đây chủ yếu sẽ là dòng loa chép để rời anh em nhé. Để anh em và các bác bổ sung vào những cái dàn bị thiếu chép hoặc là những cái dàn theo thời gian thì chép nó bị yếu rồi thì anh em cũng có thể mua về để anh em bổ sung thêm được. Đấy, tiếng sét nó sẽ leng keng tí tách mà nó sẽ kiêm cái giải cao. Đấy, cái giải cao. Và tất cả ở đây thì những cái cặp loa ở đây thì em đã lên sẵn phân tần. Đấy, lên sẵn phân tần là nó có thể hoàn toàn hoạt động độc lập được anh em nhé. Đấy, độc lập là hoạt động riêng lẻ. Anh em thể cắm trực tiếp vào âm ly. Đấy, chứ không phải qua bất cứ một cái thiết bị nào khác cả. Ok, hôm nay thì em sẽ lên sóng cho anh em bắt từng mẫu loa chép một. Hôm nay thì có cả mẫu loa chép của JBL này, của Mỹ này, loa của Pioneer này, của Nhật này, hay là những dòng loa Dali của Đan Mạch. Đấy. Và mỗi con loa thì nó có một cái hình thức và cái chất âm khác nhau. Ngoài nghe hay ra thì anh em cũng phải cần nhìn đẹp nữa đúng không ạ? Để anh em trang trí đấy, cho sao cho nó vừa đẹp vừa hay. Đấy, thì anh em các bác ưng mẫu sản phẩm nào có thể chụp ảnh lại màn hình gửi trực tiếp qua Zalo cho em. Rồi, giờ sẽ không làm mất thời gian của tất cả anh em nữa, em sẽ lên sóng luôn cho anh em từng mẫu một nhá. Đầu tiên là mẫu loa chép Dali của Đan Mạch. Đấy. Con này thì có model sản phẩm là K35. Con này là một dòng hiếm hoi. Đây là một dòng chép từ neo anh em nhé. Tất cả ở đây đều là từ thường hết, đều là từ 500 hết anh em này. Đây, tất cả ở đây em sẽ lên con sóng này đầu tiên, mà con này cũng là con đắt nhất ở bên cửa hàng em. Đấy, đắt nhất, không phải đắt nhất. Tính đến hiện tại bây giờ thì em mới về một mấy cái dòng loa Anh nữa, cũng rất là hay, cũng rất là đẹp. Thì con này thì là một dòng loa chép kèn, cái chép học kèn, nhưng mà nghe chất âm cực kỳ tơi nhuyễn anh em nhé. Rồi, công suất lên tới 120W, trở kháng chạy được 4 đến 8 ohm, chỉ có từ neo nó mới chơi được 4 đến 8 ohm anh em nhé. Là vừa có thể chơi được từ 4 ohm và vừa có thể chơi được 8 ohm. Đấy, đa năng đúng không ạ? Độ nhạy thì của từ neo nó sẽ cao hơn từ thường là 92 dB. Đấy, anh em không nhìn nhầm đâu ạ, 92 dB. Và con này thì có model sản phẩm là K35 anh em nhé. K35. Con này thì em có cả một con mặt vuông, mặt tròn nữa. Ngoài mặt vuông này ra thì nó có cả một mẫu mặt tròn nữa, em cũng có. Nếu anh em thích mặt tròn thì em sẽ gửi cho anh em bác xem. Anh em cứ kết bạn Zalo với em trực tiếp qua số này. Giờ em sẽ test luôn cho anh em cái chất âm của con này trước đã nhá. Đấy, con này thì em đã lên sẵn phân tần này, chân sắt này và ba chế độ. Đấy, để lên sẵn một cặp ba chế độ luôn cho anh em. Đó, ok chưa? Ba chế độ anh em nhá. Con này thì tuy là một dòng chép học kèn nhưng mà anh em nghe thấy độ tơ nhuyễn và độ tí tách của con này nghe rất là mượt, mịn đúng không ạ? Và nảy nữa. Đó, cái chất âm con này thì nghe tuyệt vời rồi. Em vừa tắt một con đi. Đấy, thì để giới thiệu cho anh em cái bác cái ba chế độ này. Cái ba chế độ này thì anh em và các bác muốn lắp thêm bất cứ một cặp nào ở đây thì em đều có thể lắp được cho anh em và các bác. Đấy, và cái gọi là lắp thêm ba chế độ này thì chúng ta chỉ cần thêm cho em có 50.000 đồng thôi anh em nhé. 50.000 đồng thôi. Như cặp loa cái chép Dali K35 này thì có mức giá là 1.450.000 đồng cho một đôi. Đấy, 1.450 là giá là chân này, phân tần này và củ loa. Đấy, còn anh em mà bắt lắp ba chế độ này thì anh em thêm cho em 50.000 là tầm 1,5 triệu tròn anh em nhé. Dây thì bên em sẽ hàn sẵn cho anh em là từ 1m đến 1,5m. Đấy, từ 1m đến 1,5m tùy thuộc theo cái nhu cầu của anh em. Đây, cái công tắc thì công dụng của nó sẽ như thế này anh em ạ. Chúng ta có thể tắt được này, bật được này. Đấy, tắt đi này, bật to này. Đấy, mịn hơn, anh em nghe nhẹ nhàng nhẹ hơn đúng không ạ? Chế độ to, chế độ bên này. Đấy, to này, nghe nảy mà mạnh hơn đúng không ạ? Đấy. Đó. Ok. Đấy. Em xin phép anh em và các bác là hôm nay em sẽ xin gọi là để chặn cái kẹp dây này cho nó nhanh và test gọi là hai con thẳng âm ly luôn. Đấy, xin phép anh em trước như thế, vì để mà nói bây giờ vòng ra sau âm ly em để dưới kia, đấy, nó rất là bất tiện đúng không ạ, mà nó mất thời gian của tất cả anh em nữa.
Rồi, tiếp theo là đến một cặp nữa là cặp Pioneer. Cặp nào test xong em sẽ để sang bên này. Cặp Pioneer. Con này thì có model sản phẩm là P103 anh em nhé. P103. Đấy, con này thì có mức giá là 650 thôi anh em ạ. 650 thôi. Đấy. Anh em và các bác lắp thêm 3 chế độ thì anh em cộng thêm cho em 50.000 nữa. Giờ sẽ test luôn cho anh em. Con này của Pioneer anh em nhé. Pioneer công suất thì con này chỉ có 100 thôi. Công suất là 100. Trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 91. Đấy, nó sẽ không bằng con kia được. Con kia độ nhạy là 92, công suất 120 và trở kháng được 4 đến 8 ohm. Dòng Pioneer này nó cố định chỉ là 100W thôi anh em nhé. Có dòng JBL thì nó công suất lớn hơn. Rồi, sẽ test luôn cho anh em cái cặp này. Đấy, em sẽ cắm trực tiếp vào ly qua cái cổng cọc loa này anh em ạ. Đấy, kẹp này cho nó nhanh. Để anh em nghe cho nó nhanh. Đấy. Con này là một dòng chép siêu cao luôn ạ. Kiêm giải siêu chép. Thì đấy là chất âm của con Pioneer 103. Đấy, con này thì anh em thể thấy là nghe nó khác hoàn toàn so với cái con K35 luôn. K35 nghe tiếng dày tiếng hơn đúng không ạ? Nhưng mà chưa chắc, con này thì anh em tùy thuộc theo cái sở thích của anh em. Có những anh em lại thích những dòng siêu cao như này cơ. Đấy rồi, em sẽ để gọn con này sang bên này nhé. Con này thì có mức giá là 650 khi anh em lấy đầy đủ phân tần và chân sắt. Đấy, và anh em lắp thêm 3 chế độ thì có mức giá là 700.000 đồng nhá. Rồi tiếp theo đến là cặp Pioneer P8804. Đây là một dòng loa chép quốc dân luôn này anh em này. Đấy, loa chép quốc dân luôn. Con này em bán rất là nhiều. Con này nghe tiếng của nó nảy leng keng. Đây, Pioneer P8804 super chép. Đấy, tất cả thông số thì y xì cái con P103 thôi, nhưng mà nghe tiếng con này khác hoàn toàn anh em nhé. Đây anh em cùng thưởng thức này. Con này thì có mức giá là 750 cho một đôi. Rồi, đắt hơn con này hẳn 100.000 cơ mà anh em. Em thấy là tuy công suất của nó bằng nhưng mà lại giá lại cao hơn. Đúng không ạ? Đây, em nghe chất âm này khác hoàn toàn luôn. Nghe tiếng dày dặn hơn. Đó. Con này nghe thì cực kỳ nảy rồi anh em ạ. Nghe quá sướng luôn rồi. Đấy. Đó. Pioneer P8804 anh em và các bác nhá. Đấy. Có mức giá là 750.000 đồng cho một đôi. Đó. Ok. Giờ thì em sẽ lên sóng cho anh em bác một con này thì karaoke được. Đấy. Những con mặt titan này thì anh em karaoke thoải mái nha này. Đấy, riêng con Dali này thì anh em không nên karaoke. Để mình giữ gìn con này đắt tiền. Con này của nó tầm 1,5 triệu cơ mà, đúng không ạ? Đấy rồi. Tiếp theo đến là cặp nghe nhạc. Đấy, hôm nay em lên sóng cho anh em và các bác hai cặp nghe nhạc là cặp P03. Con này thì là một dòng chép đom lụa được bọc khử từ. Đấy, model sản phẩm là P03 V2. Công suất thì những dòng Pioneer thì hầu như nó sẽ ngang bằng nhau hết anh em nhé. Đều là công 100W, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 91 dB. Đấy, đây chép đom lụa này. Một dòng chép đom lụa nghe cực kỳ tơ nhuyễn. Đây là một dòng chép nghe nhạc. Con này không hát được karaoke em nhé. Đấy, con này không hát được luôn. Đấy là em nói thẳng thế. Anh em và các bác mà mua về mà hát và cháy là lại bất đền em đấy. Vì em lại nói trước con nào mà em bảo hát được là nó sẽ hát được. Đấy, thì anh em mua về mà chẳng may mà nó cháy thì rất là phí. Rồi, ok. Đấy, con này thì nghe tuyệt vời rồi anh em ạ. Nó mịn và nó mềm, nó tơi nhuyễn.
Đó. Ok, thì con này là có giá mức giá là 680.000 đồng cho một đôi đầy đủ phân tần và chân sắt anh em nhé. Đầy đủ phân tần và chân sắt giá là 680.000 đồng cho một đôi. Đấy, chép đom lụa được bọc khử từ. Đó. Chân sần phân tần chân sắt, đấy, đầy đủ phân tần chân sắt giá là 680.000 đồng cho một đôi. Con này thì bổ sung những dàn nghe nhạc thì tuyệt vời rồi anh em ạ. Con này nghe nhạc tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp đến là cặp chép giấy của Pioneer đi. Đấy. Con này là một dòng 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 chép giấy từ kép anh em và các bác nhá. Một dòng chép giấy từ kép luôn. Đấy. Con này thì lên sóng cho anh em khá là nhiều nên là nó sẽ khá là video nó khá là dài anh em ạ. Rồi, một dòng chép giấy của Pioneer. Đấy, con này thì riêng củ không của nó đã là 500. Đầy đủ phân tần chân sắt này thì có mức giá là 700.000 đồng anh em nhé, 700.000 đồng. Cao hơn cặp chép đom lụa luôn. Cao hơn hẳn 20.000. Đấy. Công suất cũng 100W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 91. Có một sản phẩm là P9TW Pioneer chính hãng Superchép. Và anh em lưu ý là tất cả dòng loa chép bên em thì đều được bảo hành 1 năm, lỗi một đổi mới hoàn toàn. Đấy, để cho anh em bác đỡ phải lăn tăn. Con này thì cái mặt mặt chép của nó thì quá tuyệt vời rồi anh em. Em nhìn này. Nó khác hoàn toàn so với những dòng chép hàng chợ anh em mua 100 200.000 bên ngoài. Đây, hình thức đây. Em nhìn từ cái nước sơn này cho đến cái mặt này. Những cái hàng chợ anh em nhìn biết ngay nó có những cái râu ở đây ra. Nó có những cái râu. Cái râu 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 côn nó sẽ ở trên mặt này. Dòng thép của này thì nó sẽ giấu bên trong anh em nhé, đánh bên trong ra đấy nên nó rất là xịn mà đẹp, đúng không? Hình thức cũng đẹp. Rồi giờ sẽ test luôn cho anh em nhé, test luôn cho anh em đấy. À, đầu dây vào là nghe thôi anh em ạ. Còn chép giấy này thì nghe vẫn có độ tơi nhuyễn của riêng nó anh em nhé, nó sẽ khác hoàn toàn so với dòng chép đo. Đó, anh em nghe nó mịn hơn, đúng không ạ? Thấy là cái độ tơi nhuyễn của con chép giấy và độ tơi nhuyễn của con chép đom nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đấy, tuy là hai con đều về thiên về cái giải gọi là mềm, mịn và tơi nhuyễn đúng không ạ? Đấy, cặp này thì nhỉnh hơn cặp kia ha. 20.000 đồng thôi anh em nhé, 700.000 đồng cho một đôi đầy đủ phân tần và chân sắt. Đấy. Anh em và các bác lắp muốn lắp thêm 3 chế độ thì anh em cứ cộng thêm 50 cho em thôi. Rồi tiếp theo đến là một cặp tới từ JBL anh em nhé, tới từ JBL cặp JBL ST9645. Đấy, có mức giá là 900.000 đồng một đôi đầy đủ phân tần và chân sắt. Con này thì công suất lên tới 150W. Đấy, 150W và trở kháng là 8 ohm anh nhé. Có mua đây sản phẩm là ST9645, một dòng super chép của JBL. Đấy. Rồi giờ sẽ test luôn cho anh em cặp này. Cặp này em bán rất là nhiều rồi, cặp này em bán rất là chạy luôn vì nó khỏe, nó mạnh anh em ạ. Đấy, giờ sẽ cắm dây luôn này anh em này. Anh em nghe khác hoàn toàn luôn đúng không ạ? Đang nghe chép giấy mà nhảy sang chép chép con này karaoke cực kỳ hay anh em nhá. Karaoke cực kỳ hay, hình thức đẹp, giá tốt, chưa đến 1 triệu đồng. Ok, thì thời gian nó không có hạn nên là em cũng rất là muốn test ra lâu cho anh em bác. Đấy, nhưng mà nhiều thời gian nó cũng có hạn. Rồi ok, tiếp theo đến là một cặp P8804 của Pioneer. Con này cũng một dòng chép titan. Đấy, con này cũng là dòng chép titan. Con này hát được em nhá. Anh em cứ thấy con nào mặt trắng, con nào mặt titan mặt trắng này là anh em karaoke anh em hát
thì anh em cứ lấy cho em. Đấy. Như cặp JBL vừa xong thì em có báo giá rồi đấy ạ. Thì có mức giá là 900.000 đồng cho một cặp đầy đủ phân tần và chân sắt. Anh em và các bác lắp thêm 3 chế độ thì thêm cho em 50.000 đồng thôi. Đấy. Còn cặp Pioneer P8801 này thì sẽ có mức giá là 650 anh em nhé. 650, nó ngang bằng với cả cặp đầu tiên em lên sóng cho anh em luôn là cặp Pioneer P103 đấy ạ. Đấy, nó ngang bằng luôn. Công suất và trở kháng và độ nhạy. Nhưng mà nghe chất âm của nó rất là nảy, anh em nghe. Đấy, Pioneer P8801 có rất nhiều họa tiết đẹp, nhìn rất là đẹp. Mạnh nữa, đánh rất là nảy, mạnh. Leng keng, tí tách. Thì đấy là chất âm của con Pioneer P8801. Nhiều anh em khi lại không thích chơi cái con Titan này đâu, vì nghe của nó hơi bị gắt. Đấy, nhiều anh em thì cảm thấy nó bị gắt, nhiều anh em cảm thấy nó bị chói, đúng không ạ? Nhưng mà khi anh em và các bác ghép vào cái bộ dàn của anh em, nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Ok, thì vừa xong thì em lên vừa lên sóng cho anh em bác tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cặp loa chép tất cả. Cặp đầu tiên là cặp Pioneer này, P804 này, giá là 750 này. Cặp JBL này, JBL ST9645, đấy, có mức giá là 900.000 đồng. Cặp Pioneer P103. Đấy, đây. Hình thức đây em nhìn, đều là chép đầu đạn hết thôi em nhá. Đều chép đầu đạn hết. Cặp này thì sẽ có mức giá là 650 cho một đôi. Đầy đủ phân tần chân sắt. Cặp này cũng 650 này. Đấy, có duy nhất là cặp này là cao nhất là có mức giá là 1.450.000 đồng. Đấy. Anh em bác nào lắp 3 chế độ thì lưu ý là thêm cho em 50.000 đồng nữa để anh em có thể bật tắt tăng giảm volume. Đấy. Cặp chép đom lụa, đấy, thiên về nghe nhạc, có mức giá là 680.000 đồng một đôi, đầy đủ phân tần chân sắt. Cặp chép giấy này thì sẽ có mức giá là 700.000 đồng một đôi, đầy đủ phân tần chân sắt. Đấy. Anh em bác nào còn lăn tăn hay là còn thắc mắc gì về những dòng chép ở đây thì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.